cái này cũng không nghiêm trọng lắm. Nhưng nếu liều cao hơn nữa có thể dẫn đến tình trạng kích thích và có thể ngưng thở. Thuốc tê cũng tác động lên tim mạch, nó có thể làm cho cái nhịp tim ổn định trở lại, nhưng mà ở liều độc thì nó lại làm tim đập nhanh lên. Thành ra đối với một số thuốc tê, ví dụ lidocaine dùng với liều vừa phải, nó sẽ có tác động chống loạn nhịp tim. Trên hệ hô hấp thì cái gì cũng vậy, ức chế thần kinh, bao giờ đến liều cao cũng ức chế hô hấp hết, cản trở cái sự dẫn truyền thần kinh. Hay một số thuốc tiêu biểu, thuốc đầu tiên được tìm ra là protein. Đây là phương pháp tổng hợp protein. Protein mình có hai phương pháp. Thường thì cái nguyên liệu này cũng không khó tìm lắm. Đây là phương pháp 2, đi từ cái nguyên liệu dễ tìm hơn nữa là 5-nitro-acid-palmitoic. Nhưng mà thực chất thì hay đi con đường này hơn. Lý do để đi được con đường này, mình cần các cái chất kích thích. Và thường cái nhóm radiochem này thì cực kỳ đắt tiền. Mặc dù mua với lượng nhỏ là đủ sử dụng rồi, nhưng mà nó cực kỳ đắt tiền.